Hello cả nhà mình ơi, hôm nay cuối tuần em lại ép nước ép. Ở nhà mình hay ép nước ép uống cho gia đình. Thì hôm nay ép nước ép lựu nguyên chất này. Lựu bên này đang là mùa này. Nước ép cam với cà rốt với gừng nghệ, công thức rất là quen thuộc này. Và ép công thức cần tây với rau xanh. Là mình có 3 vị ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi ép nhé. Đầu tiên, nếu như các bạn mà ép nước mà nhiều màu như thế này thì các bạn cứ ưu tiên các công thức nó có cái màu nhạt trước để các màu khác nó được đẹp. Ví dụ như em sẽ ép nước cam trước, sau đó là ép nước màu đỏ và cuối cùng là ép nước màu xanh. Rồi, cái công thức nước ép rất là quen thuộc tăng sữa đề kháng chúng ta là cà rốt, chanh, gừng nghệ. Đấy, mình cho vào cà rốt, chanh, gừng nghệ, cam các bạn nhé. Mình cho hơi nhiều. Công thức nước ép quen thuộc, tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, màu rất là đẹp mắt. Đó là gừng, cam, nghệ, chanh và cà rốt. Wow, màu đẹp chưa cả nhà ơi, mình để ép tiếp cái vị tiếp theo nhé. Và mình ép màu đỏ, đó là lựu, và hôm nay ép lựu nguyên chất. Thì lựu các bạn nhớ là các bạn giữ được cả cái phần cùi và phần vỏ. Nếu là lựu hữu cơ các bạn ép cũng rất là tốt. Và cái vị đắng này nó tốt cho sức khỏe của chúng ta nên đừng bỏ đi. Nhưng các bạn hãy cho vào máy và mình ép thôi. Đấy, mình cho vào, mình cùng với cái ép máy lúc đầu mình cho vào mình ép. Rất là tiện. Nước ép lựu bổ máu cho sức khỏe. Đẹp mắt quá cả nhà ơi. Wow, hôm nay em ép được nhiều nước ép lựu chưa? Đầy luôn cả một bình. Ôi, may quá, trở đổ ra ngoài. Màu đẹp mắt thì cả nhà ơi. Rất tốt cho chị em phụ nữ, tốt cho tất cả mọi người. Bổ sung chất chống lão hóa. Đấy, chị em phụ nữ chịu khó uống các công thức nước ép liên quan đến màu đỏ này. Màu đẹp mắt nhỉ cả nhà ơi, nhìn thích quá. Wow, hôm nay được 2 bình hơn đấy ạ. Một nắm rau cải xoăn này, đấy, một chút rau cần tây này, một chút chanh này, một chút nghệ này. Và dứa, vì em ép thêm cái vị dứa cho con trai được uống. Cho hết vào máy này, đậy nắp rồi ép tiếp. Ép màu xanh ngon chưa cả nhà ơi? Vậy trong khoảng một lúc là chúng ta đã có xanh, đỏ, vàng rồi. Hấp dẫn, bổ dưỡng, các bạn nhớ chỉ khó mỗi ngày uống một ly nước ép rau củ quả như thế này rất tốt cho các bạn nhé. Bởi vì chế độ ăn hàng ngày của chúng ta đang thiếu rất nhiều vitamin và khoáng chất, nên chúng ta bổ sung cái này, người cơ thể chúng ta không bị mệt mỏi.